Hello tất cả mọi người nha, hôm nay mình check in khu nghỉ dưỡng resort Hòa An Viên. Đây là đồng hội Lương Sơn, Hòa Bình. Đây toàn bộ khu cảnh của khu resort. Đây là khu vực để xe. Bên kia là khu nhà nghỉ dưỡng. Đấy, khu đây là khu vui chơi trẻ em. Đấy, khu nói chung là chỗ này cảnh khá là đẹp. Ôi cây sung sai quá. Cây sung sai quá này. Bên này là khu nghỉ dưỡng. Ở khu nhà ăn đây, Hòa An Viên Villa này. Hơi xa nhỉ, chú mọi người thấy không? Đây, trước mặt là có cái hồ. Đây là khu vực sân để xe. Các bên dưới hệ thống của nhà ăn nữa, các thứ cũng khá là hay đúng không? Đây là cổng vào các bạn. Cổng vào nhé. Đây là bể cá này. Bể cá này nhưng mà không có con cá nào. Đấy, dưới kia có một bể bơi này. Rất xa một bể bơi. Đây bể bơi. Bể bơi này. Cả mùa hè thì bơi thích lắm ạ. Nhưng mà mùa đông thì... chắc là không, bể này không phải bể nóng lạnh rồi. Đây. Khá là đẹp. Sâu đấy, cẩn thận con ạ. À. Hòa An Viên Villa. À đây có một cây. Cây là cây gì? Cây sung hay cây gì nhỉ? Cây sung em ơi. Cây sung. Chiêu phết nhỉ. Chỗ này ra cà phê cà viết ở đây này, quá đẹp luôn. Đây khu vui chơi này còn, hơi mưa ướt. Dưới kia vẻ bơi khá là đẹp. Để có mấy cây. Đấy, sau về nấm sau về quê làm một cái thế này thôi, ở đơn giản thôi con nhỉ. Làm một cái này ở đơn giản thôi. Đây bể bơi nữa này. Đẹp chưa? Bể này đẹp chưa? Đấy, về thiết kế một cái bể bơi này quá tuyệt vời luôn. Cây này cây sữa. Con tìm cái gì? Bên này chắc vẫn là khu nghỉ. À, đây chương trình của công ty đây. Tối party. Đây khu ăn, khu party. Pepsi, cây hồng. Khu khá đẹp. Hoa cúc. Ơi. Ừ. Này khu đấy này có khu nghỉ dưỡng đấy mà. Khu đây ngủ có nhà bếp này, có ở thuê hết ở dưới này không? Dưới này vẫn là khu ngủ này. Ừ. Yes. Cây sung to thế. Đây nấm về quê thiết kế một cái này này. Đây ghế đá đẹp chưa? Đây ghế đá về quê thiết kế bộ này ngồi này. Bể bơi này. Này nhà ông nội rộng bằng khu này không? Đó. Bên kia có con cò kìa. Bên kia con cò kìa. Cò kia chưa kìa, đậu ở gốc của bụi tre kìa. Bên kia đúng mấy cây tre đổ ra kìa. Đó. Kia đó. Thấy chưa? Nhưng lại thiết kế là khá là hay. Đều có tiết hầm trời mưa. Đây cũng tạnh mưa rồi. Lò nướng. Ừ. Tôi chỗ này tối ra liên hoan cũng chịu. À con tả kìa đấm. Chim tả kìa. Bay kìa, bay kìa, bay thang mãi kìa ơi. Có cái hồ khá là ấy đây. Hồ khá là chill này, nhỉ. Ừ.
ướt nhá, ướt bẩn nhá. Bên này cũng là bể bể nước cho trẻ con. Về bể tắm này, bên này sẽ hỏi xem có nóng lạnh không nữa. Bên này có nước, có nước nóng ấy. Có hai nút điều chỉnh đây. Xác định được. Xả nước. Phải... ướt 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 dày ướt đấy đó. Vậy là nước trong vắt. Bên. Để xem bên nào là nước sạch. Thì... à thì bên nước sạch. Bên đây. Đây là phòng nghỉ mà. Mình ở phòng nào rồi, Gia Huy ơi? Nắm ơi. Mình ở phòng nào? À đây có rồi, anh này, chơi bóng bóng tay này Nắm ơi. Mày chơi bóng tay này. Bóng... con chỉ chơi xem tí, rủ rủ một bạn chơi cùng. Cái này là bóng. Ừ. Lấy xuống được à? Oh, ok, bye mọi người nhá. Mọi người là các video tiếp theo.